quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một công trình đã được thiết kế cho gia đình chủ đầu tư là anh Nguyễn Quang Quyết, có địa chỉ tại Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh. Và đối với công trình này của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ được thiết kế theo loại hình là phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ mái Nhật 2 tầng. Thì đây có lẽ là một trong những cái phong cách rất là quen thuộc, rất là tiêu biểu của chúng ta rồi. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích về những cái khối hình rồi là những cái ngoại thất, nội thất của công trình này xem là nó có những cái đặc điểm gì nổi bật. Và đây chỉ là một trong những công trình tiêu biểu thôi, quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm trên các kênh thông tin trực tuyến khác của chúng tôi. Và để nói về Mark Home thì chúng tôi có hai trang web lớn, đó chính là thiết kế thi công trọn gói .com cũng như là markhomegroup.vn. Khi mà quý vị truy cập vào hai trang web này sẽ có thể nhận được toàn bộ những thông tin về chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá để tri ân tới khách hàng mà Mark Home sẽ thường xuyên cập nhật phía bên trên trang web. Và đối với phía thanh công cụ này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin cơ bản từ những cái văn hóa tuyển dụng của Mark Home cũng như là về những mẫu nhà đẹp, những cái dịch vụ thiết kế nhà đẹp, thiết kế nhà vườn, nhà cấp 4, nhà ống đẹp, thiết kế nhà hiện đại và thiết kế biệt thự. Ngoài ra, những dự án hoàn thiện và những dự án đang thi công chúng tôi sẽ cập nhật phía bên trên trang web này để quý vị có thể nhìn nhận một cách trực quan và sinh động hơn, xem rằng là cái công trình mà chúng ta hoàn thiện thực tế nó sẽ đẹp như thế nào so với bản vẽ thiết kế. Và có một điều đặc biệt, đó chính là cái phần kinh nghiệm. Ở đây chúng tôi sẽ cập nhật về những cái cẩm nang xây nhà cũng như là những cái kinh nghiệm phong thủy. Đây chắc chắn là một cái nguồn kiến thức rất là bổ ích nếu như quý vị muốn tìm hiểu để tự xây dựng cho mình một ngôi nhà, một công trình thật là đẹp. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi sẽ có một kênh YouTube, đó chính là kênh Mark Home, có số lượng người đăng ký lên tới 137.000 người đăng ký rồi. Và không chỉ là có kênh YouTube Mark Home này, chúng tôi còn có cả một hệ sinh thái Mark Home như vậy. Với kênh nhà đẹp Mark Home có số lượng người đăng ký là 1,57 triệu người đăng ký, kênh lâu đài Việt là 426 người đăng ký, kênh Mini Home nhà giá rẻ có số lượng là 1,97.000 người đăng ký và kênh kỹ sư Trí Thanh là 270 người đăng ký. Đối với ba kênh YouTube này chính là ba kênh YouTube mới ra mắt của Mark Home. Tất cả những kênh YouTube này chúng tôi sẽ cập nhật những cái công trình chuyên sâu hơn, cụ thể hơn. Ví dụ như kênh lâu đài Việt, chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu công trình cực kỳ là hoành tráng đồ sộ trên đất nước Việt Nam. Còn đối với kênh Min Home nhà giá rẻ thì chúng tôi sẽ lại cập nhật về những công trình nào có mức đầu tư vừa phải và hợp lý. Và đối với kênh kỹ sư Trí Thanh thì chúng tôi sẽ lại đăng tải cái quá trình mà chúng tôi đi thanh tra giám sát xem rằng là cái công trình mà chúng ta đang thực hiện nó có sai sót ở đâu hay là nó đã đảm bảo theo đúng cái bản vẽ thiết kế hay chưa. Và đối với tất cả những kênh YouTube này, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tới khách hàng khoảng tầm là từ 2 đến 3 video một ngày để phục vụ nhu cầu theo dõi của quý vị khán giả. Và ngoài ra chúng tôi sẽ có một fanpage Facebook với tên đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây thì cũng đã có số lượng lên tới 65.000 người theo dõi rồi. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu công trình đẹp hay là những cái thiết kế đẹp dành cho quý vị. Và quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage này hoặc là liên hệ qua các số hotline mà chúng tôi sẽ cập nhật trên đầu các trang web. Đó chính là 096 445 8888, 0828 133 333 hoặc là 0924 099 999. Và ngoài ra quý vị cũng có thể đến tham quan tại các trụ sở của Mark Home. Hiện tại thì quy mô của Mark Home đã trải rộng trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Ví dụ như tại miền Bắc chúng tôi có địa chỉ tại 180 Phạm Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam chúng tôi có địa chỉ tại số 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và tại các tỉnh miền Trung chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên chúng tôi có địa chỉ tại số 34 QL14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Và tại Bình Dương chúng tôi có địa chỉ tại 578 H8 tổ 6, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Khi mà quý vị đến tại các trụ sở này, quý vị không chỉ là được nhận tư vấn trực tiếp mà quý vị còn được tham quan showroom của chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi sẽ trưng bày tất cả những trang thiết bị vệ sinh, những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Đây cũng chính là một cái thế mạnh và là niềm tự hào của Mark Home khi mà chúng tôi có thể đưa những cái sản phẩm này từ nhà máy sản xuất đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Ngoài ra, nếu như quý vị lựa chọn một đơn vị có thể cung cấp được những vật liệu từ trực tiếp nhà máy đến tay của người tiêu dùng thì sẽ có thể hạn chế được rất nhiều những cái chi phí giao thương buôn bán. Ví dụ như là một thùng sơn này, quý vị ra ngoài cửa hàng quý vị mua thì sẽ mất khoảng tầm từ 10 đến 15% chi phí cho mỗi cấp như là tổng vùng, tổng kho, bến bãi rồi là cửa hàng, bởi vì là chúng ta sẽ phải có cái chi phí giao thương buôn bán cho các cấp đó rồi mà. Còn nếu như chúng ta nhận được những cái sản phẩm từ trực tiếp nhà máy sản xuất ý, thì nó sẽ hạn chế được toàn bộ những cái giá cả giao thương buôn bán đó. Và ngoài ra chúng ta còn có thể chắc chắn một điều rằng là tất cả những cái nguồn trang thiết bị vật liệu này đều là nguồn chính hãng, không lo về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Được rồi, cũng quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay thì như đã giới thiệu với quý vị rằng công trình này được thiết kế theo loại hình là phong cách hiện đại kết hợp với hệ mái Nhật 2 tầng.
Và đối với cái màu sắc của công trình này, chúng ta có thể nhận thấy rằng là cũng khá là đặc biệt, bởi vì ở đây chúng ta đang sử dụng với một cái loại mái ngói màu đỏ, thì nó sẽ giống như là những cái loại gạch nung ngày xưa, nhìn nó sẽ có mang cái tính chất là nó cổ điển hơn. Và kết hợp với đó là chúng ta sẽ có sử dụng chủ yếu là màu trắng cho công trình nhé. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có một cái màu sữa có mã là MH1560. Và đối với cái việc lựa chọn màu như này, nó cũng rất là quan trọng cho phần ngoại thất của công trình, bởi vì nó sẽ phủ khắp toàn bộ những cái phần ngoại thất rồi, đó là cái bề nổi bên ngoài, thậm chí là nó quyết định lên tới là 50-60% cái vẻ đẹp của công trình. Vậy nên cái việc chúng ta lựa chọn màu sơn cũng rất là quan trọng, và nó cần phải đảm bảo được cái yếu tố chuyên môn, quý vị nhé. Có rất nhiều công trình mà chúng ta muốn tô điểm thêm những cái đường nét hay là những cái hoa văn phào chỉ thì nó lại bị quá là nhiều những cái chi tiết, nó khiến cho chúng ta cảm giác là bị chói mắt, và lâu dần chúng ta sử dụng, chúng ta nhìn nhiều là chúng ta sẽ còn có cảm giác là chán mắt nữa cơ. Đó, thế là chúng ta cứ sử dụng những cái màu sắc nào mà nó đơn giản, nó gọn gàng như thế này, đặc biệt là cho một công trình phong cách hiện đại thì nó rất là hợp lý rồi. Và có một điều đặc biệt, như quý vị để ý ở đây, cái màu sữa thì nó đã không sử dụng một cái màu nguyên bản hay là những cái màu sắc ví dụ như là xanh da trời, xanh lá cây, màu đỏ hay là những cái màu nguyên bản mà chúng ta trước khi pha trộn. Đó, nó sẽ hạn chế cái tình trạng là bị chói mắt khi mà chúng ta nhìn vào. Ngoài ra nữa thì chúng tôi sẽ sử dụng những cái mã sơn như quý vị vừa theo dõi, đó chính là cái mã sơn chúng tôi sẽ áp dụng vào cái máy pha sơn luôn. Thì từ trong cái bản vẽ thiết kế ra cái máy pha sơn thì chúng ta sẽ đồng nhất được cái mã pha sơn, từ đó dẫn đến là công trình thực tế nó sẽ không bị khác biệt, không bị lệch lạc đi những cái màu sơn. Thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm, không lo cái tình trạng là cái công trình thực tế của chúng ta, cái màu sơn nó sẽ bị khác với cái bản vẽ thiết kế. Và đối với cái phong cách của công trình này là phong cách hiện đại, nó đã đem lại rất nhiều những cái đặc trưng của một cái lối thiết kế nó hiện đại, và nó mang cái tính chất là khỏe khoắn. Nó sẽ không giống như là những cái phong cách cổ điển hay là tân cổ giống ngày xưa chúng ta hay xây dựng, thì nó sẽ có thêm những cái phào chỉ rồi là những cái hoa văn trang trí. Thì đối với cái phong cách hiện đại này, mặc dù nó đơn giản thôi nhưng mà nó lại cực kỳ là hiện đại nha quý vị nhá. Nếu như quý vị để ý, ở có rất nhiều những cái homestay, những cái resort hay là những cái khu nghỉ dưỡng thì chúng ta đang sử dụng cái phong cách này rất là nhiều. Thế là có thể khẳng định rằng là nó cực kỳ là thời thượng, không lo cái tình trạng là bị lỗi mốt. Và cái việc chúng ta kết hợp giữa cái phong cách hiện đại này với cả là cái hệ mái Nhật thì nó lại còn đem lại những cái đặc điểm ưu việt nữa. Thứ nhất là nó sẽ có thể chống chịu được những cái tác động của tự nhiên môi trường xung quanh rất là tốt. Đầu tiên là nó có một cái độ dốc tự nhiên rồi này, thì sẽ hạn chế cái sự tù đọng của nước mưa phía bên trên mái nhà, không lo tình trạng là bị thấm, bị dột hay là bị nứt vỡ, và có rất nhiều công trình nhà mái bằng mà chúng ta đã gặp phải. Hoặc là một cái yếu tố thứ hai nữa, chúng ta sẽ có thể chống chịu được những cái ánh nắng mặt trời, không lo cái yếu tố là bị nóng vào những cái ngày hè, nóng bức ánh nắng mặt trời nó mà gay gắt, thì căn nhà của chúng ta khi mà chúng ta sống ở phía dưới không gian thì chúng ta cũng sẽ không có cảm giác là bị ngột ngạt hay là oi bức khó chịu, bởi vì là cái lớp không gian giữa cái lớp mái ngói này với cả cái lớp đổ chân bê tông của công trình nó đã cách nhiệt rất là hiệu quả rồi. Còn nếu như mà chúng ta làm một cái hệ mái bằng ấy, thì sẽ phải quan tâm nhiều đến những cái yếu tố, những cái phương pháp khác, ví dụ như là làm thêm một cái lớp mái tôn cách nhiệt chống nóng phía bên trên này, hoặc là chúng ta sẽ phải làm thêm một cái lớp trần thạch cao phía bên dưới thì mới có thể đảm bảo được cái yếu tố cách nhiệt. Còn nếu như mà không, chúng ta cứ đầu tư luôn cho một cái hệ mái Nhật như này, vừa đảm bảo về cái tính thẩm mỹ, không có cái cảm giác là bị trống trải phía bên trên mái nhà, vừa lại còn có thể chống chịu được những cái tác động của tự nhiên môi trường xung quanh. Và cái điểm nhấn của công trình này tôi đánh giá không chỉ nằm ở cái màu sắc, mà nó còn đến từ những cái hệ thống đèn lao light ở phía ban công đua ra, cũng như là những cái phần mái, chúng ta sẽ có một cái phần thừa ra của mái Nhật như thế này. Đây là một cái đặc điểm đặc trưng luôn rồi, mà rất ít công trình nhà phong cách hiện đại hay là những cái nhà mái bằng, mái Thái mà chúng ta có thể thực hiện được. Thì vào ban đêm khi mà chúng ta mở cái hệ thống đèn này lên, nhìn công trình sẽ rất là nổi bật và lung linh so với cái cảnh quan xung quanh. Và đối với cái sảnh chính của công trình này thì hiện tại chúng ta đang sử dụng với hệ thống bậc ngũ cấp quý vị nha. Đối với hệ thống bậc ngũ cấp này sẽ đảm bảo được cái yếu tố phong thủy rất là tốt, nó biểu trưng cho hệ ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra nữa, nó sẽ tạo ra cái chiều cao đồ sộ hơn cho công trình, nó cân đối với cả là cái chiều cao của mái Nhật này kết hợp với đó là một cái chiều cao của hai tầng nữa. Thì đối với cái hệ thống bậc ngũ cấp này, chúng ta cũng sẽ sử dụng hai cái vật liệu khác nhau cho cái mặt bậc và cột bậc này, sẽ hạn chế cái tình trạng là bị bước hụt, vấp ngã trong quá trình chúng ta di chuyển. Và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều những cái loại đá ốp xung quanh chân công trình quý vị nhé. Cái điều này sẽ hạn chế cái tình trạng là bị
nước nó ứ đọng phía bên dưới này và nó thấm ngược vào phía bên trong nhà, ảnh hưởng đến cái kết cấu của chân công trình, hay là cái quá trình chúng ta lau chùi tẩy rửa nó sẽ dễ dàng hơn, thì nó sẽ sạch sẽ và tự nhiên hơn. Đối với hai cột trụ của công trình này thì chúng ta đang sử dụng đồng nhất với cả phong cách của ngôi nhà luôn rồi, đó chính là phong cách hiện đại với cái lối thiết kế là bao gồm những cái khối hình rất là vuông vức này, là những cột trụ nó sẽ thể hiện được cái sự khỏe khoắn và nó sẽ giúp cho công trình chúng ta trở nên đồ sộ hơn. Và đối với cái cửa chính này chúng ta cũng cần quan tâm đến hai cái yếu tố. Thứ nhất là về cái kích thước chiều cao chiều rộng của cửa, thì ở đây chúng ta đang có một công cụ gọi là thước lỗ ban mà tôi đã giới thiệu với quý vị trên đầu khi mà giới thiệu phần trang web rồi. Quý vị có thể truy cập vào đó để sử dụng thước lỗ ban một cách miễn phí để xem rằng là những cái cung nào nó đem lại những cái vượng khí tài lộc cho gia đình mình, hạn chế những cái cung nó đem lại những cái hiểm họa rồi là gây thất thoát tài sản quý vị nha. Và một cái yếu tố nữa mà chúng ta cũng cần quan tâm đến cái cửa chính này, đó chính là về cái vật liệu lựa chọn cho công trình. Thì ngày xưa trong chúng ta thường hay sử dụng những cái loại cửa gỗ tự nhiên. Tuy nhiên thì trong cái khoảng thời gian hiện đại ấy, thì cái môi trường tự nhiên đã thay đổi rất là khắc nghiệt rồi. Vào những cái ngày hè hay là ngày đông thì cái nhiệt độ nó chênh lệch rất là nhiều, khiến cho cửa chúng ta bị co ngót, bị cong vênh, khiến cho công trình chúng ta xuống cấp này, lâu dần chúng ta sẽ phải cải tạo lại công trình, cụ thể là phần cửa. Thay vào đó chúng ta có thể lựa chọn sang một cái loại vật liệu khác, như ở đây công trình này chúng ta đang sử dụng là cửa thép vân gỗ quý vị nha. Đối với cửa thép giả vân gỗ thì cái giao diện của nó sẽ không khác biệt gì so với cửa gỗ tự nhiên cả. Chúng ta sẽ không thể nào phân định được đâu là cửa gỗ tự nhiên, đâu là cửa thép vân gỗ nếu như mà chúng ta chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài. Và ngoài ra nữa thì nó còn có thể khắc phục được hoàn toàn những cái hạn chế của cửa gỗ tự nhiên như là cong vênh mối mọt. Vậy nên là chúng ta cứ sử dụng những cái loại cửa thép vân gỗ này kết hợp với cả những cái pano kính cường lực thì nó là một cái sự lựa chọn tối ưu cho công trình. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hồ sơ thiết kế của công trình này. Đối với tất cả những cái bản hồ sơ mà do Mark Home thiết kế, chúng tôi sẽ đều đầy đủ những cái nội dung như là hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán của công trình. Thì đầu tiên xin giới thiệu với quý vị đó chính là về một cái mục lục bản vẽ kiến trúc ở đây. Với số lượng lên tới 39 trang vẽ thì đã rất là đầy đủ và chi tiết từ những cái nội dung như là danh mục bản vẽ này, mặt bằng định vị công trình, mặt bằng tổng thể, mặt bằng bất trạch, mặt bằng bố trí nội thất, mặt bằng xây dựng, mặt đứng, mặt cắt, những cái chi tiết cửa, rồi là nhà vệ sinh, cửa đi, cửa sổ này, hay là những cái mặt bằng lát sàn, trần đèn nữa. Thì tất cả những cái chi tiết như này sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công cũng sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tiếp theo là về trang vẽ mặt bằng định vị công trình. Thì tại trang vẽ này chúng ta sẽ có thể xác định được cái hướng của công trình dựa vào cái hoa gió phía bên trên trang vẽ. Cái hoa gió này chúng ta sẽ luôn luôn chỉ về hướng Bắc. Từ đó chúng ta xác định được những cái hướng còn lại. Ví dụ như là ngược xuống dưới, chúng ta sẽ có hướng Nam, sang phía bên tay phải thì sẽ là hướng Đông, và sang phía bên tay trái thì sẽ là hướng Tây. Và đối với công trình này của chúng ta thì sẽ dựa vào sảnh chính này có thể xác định nó đang xuôi theo hướng Đông quý vị nha. Và để xem rằng là nó có thực sự phù hợp với tuổi của gia chủ hay không thì chúng ta sẽ xem qua trang vẽ mặt bằng bát trạch phong thủy. Thì tại đây có thể nhận thấy thông tin gia chủ sinh năm 1979, mệnh ngũ hành hỏa, tiên thượng hỏa, từ đó chúng ta sẽ có thể xác định được những cái hướng tốt dành cho gia chủ. Ví dụ như là ở đây sẽ có hướng Đông Nam này là diên niên, mọi sự ổn định, hướng Đông là phục vị được sự giúp đỡ, hướng Bắc là thiên y, gặp thiên thời được che chở, và còn lại là hướng Nam là sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Trong đó sẽ có hướng Đông rồi là hướng của công trình, có thể khẳng định rằng công trình này rất phù hợp với tuổi của gia chủ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với trang vẽ mặt bằng bố trí nội thất của công trình. Tại trang vẽ này chúng ta sẽ có thể nhận định được cái chiều rộng mặt tiền là hơn 7m, với chiều sâu của chúng ta là 16,3m. Như vậy chúng ta sẽ có tổng diện tích một mặt sàn lên tới là gần 150m2. Và trong đây thì chúng ta sẽ có bao gồm là một cái khu vực phòng khách, có một cái bộ bàn ghế sofa này, kết hợp với đó là một cái kệ tivi nữa. Thông qua một cái không gian đệm của ngôi nhà nhé, thì nó sẽ tạo ra cảm giác là thông thoáng hơn, và nó còn kết nối tất cả những không gian khác của công trình như là những cái hành lang này và những cái hệ thống cầu thang. Và phía dưới này chúng ta sẽ đẩy ra hẳn ra sau, đó chính là khu vực bếp nấu nhé. Đối với bếp nấu chúng ta tách riêng ra như này, còn kết hợp với cả cửa mở cánh trục xoay nữa thì sẽ không lo những cái tình trạng là khói mùi gây ảnh hưởng lên phía bên trên nhà. Ở đây thì chúng ta đang sử dụng cái hệ thống bàn bếp theo hình chữ L với cái việc sắp xếp bồn rửa cũng như là bếp nấu theo hai cái hướng khác nhau, tránh cái tình trạng là bị thụ xung khắc thủy hỏa trong quá trình chúng ta nấu nướng. Và cùng với đó là chúng ta cũng sẽ bố trí luôn một cái bộ bàn ghế để có thể ngồi ăn uống ngay sau khi nấu nướng này, rất là
thuận tiện. Và nằm ngay cạnh với không gian phòng bếp, chúng ta sẽ có một khu vực nhà vệ sinh chung khá là rộng lớn, có đầy đủ những trang thiết bị từ lavabo này, bồn cầu cho tới vòi tắm sen. Ở đây thì cũng sẽ có một sân ướt nữa để đảm bảo được quá trình chúng ta sử dụng, chúng ta mà sơ chế thực phẩm nó sẽ gọn gàng sạch sẽ hơn. Và phía dưới tầng 1 chúng ta sẽ có một phòng ngủ duy nhất. Ở đây sẽ có đầy đủ một cái giường đôi này, một cái tủ quần áo cũng như là một cái bàn trang điểm làm việc hoặc là một cái táp để đầu giường nữa. Và lên tới mặt bằng bố trí nội thất của tầng 2 thì chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là các phòng ngủ riêng tư. Thì với những cái nội thất nó tương đồng với nhau và nó sẽ đặt nằm cùng theo một hướng quý vị nhá. Và đối với tầng 2 thì chúng ta sẽ có một khu vực nhà vệ sinh chung cũng như là khu vực giặt phơi sẽ được thiết kế đồng trục với phía bên dưới để dễ dàng chúng ta lắp những cái đường điện, đường nước. Và đối với một công trình chúng ta 3 phòng ngủ như thế này và chỉ có một nhà vệ sinh chung thôi thì tôi đánh giá nhiều khi trong cái quá trình chúng ta sử dụng nó còn hơi bất tiện. Nếu như quý vị nào mà có nhu cầu sử dụng nhiều hơn, chúng ta vẫn có thể bố trí thêm một cái nhà vệ sinh khép kín ở một trong 3 phòng ngủ này, hoặc là tại đây chúng ta có thể ngăn cách thành 2 công năng riêng biệt, một khu vực là chúng ta sử dụng là đi vệ sinh, một khu vực chúng ta tắm thì nó sẽ thuận tiện hơn, một lúc có thể sử dụng tối đa lên tới 2 đến 3 người. Và công năng còn lại của công trình chúng ta sẽ có một khu vực phòng thờ có diện tích là 13m2. Tại đây sẽ có ban thờ hướng mặt ra phía một bên của ngôi nhà. Nó sẽ phù hợp theo tuổi của gia chủ mà chúng ta đã vừa xem qua cái mặt bằng bất trạch phong thủy rồi. Và ngoài ra nữa, ở đây cũng sẽ có một cái cửa hai cánh trục xoay để dẫn ra một cái lối ra ban công phía đằng trước. Nó sẽ dẫn dọc ra phía đằng sau lưng của khu vực gian phòng thờ luôn. Nó sẽ tạo ra cái cảm giác là nó thông thoáng hơn ở từ hai phía, hai mặt, nhìn được toàn bộ những cảnh quan xung quanh công trình. Và để xem cái việc bố trí nội thất đẹp nào, sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với trang vẽ 3D nội thất. Đối với nội thất của công trình này chúng ta đang bố trí đẹp như thế nào thì trước hết là về những cái vật liệu chúng ta đang sử dụng ở đây, đó chính là cái loại gạch ceramic với cái vân đá, màu nó cũng khá là sáng thì nó sẽ tạo ra cái màu sắc tương phản với cả những cái nội thất của công trình, như là những cái bộ bàn ghế này, kệ tivi hay là những cái cầu thang gỗ. Đối với cái mặt bậc mà chúng ta sử dụng gỗ cho cầu thang ấy, thì chúng ta đang sử dụng rất là tốt rồi, bởi vì nó tạo ra cảm giác là chắc chân hơn. Ngoài ra thì vào mùa đông chúng ta di chuyển sẽ có cảm giác là ấm áp, còn vào mùa hè thì lại trở nên là mát mẻ. Đối với khu vực phòng ngủ thì cũng thế, chúng ta đã lựa chọn với loại sàn ở đây, đó chính là sàn gỗ quý vị nhé. Sàn gỗ hiện tại trên thị trường thì đang có rất nhiều những cái loại vật liệu khác nhau, thì chúng ta lựa chọn như là sàn gỗ tự nhiên này, gỗ công nghiệp hay là những cái loại gỗ ép, và mỗi cái loại chúng ta cũng sẽ có những cái đặc trưng khác nhau. Quý vị cũng cần quan tâm đến những yếu tố về cái chống ẩm rồi là chống cong vênh nha. Phía dưới những cái không gian khu vực phòng bếp thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây, đó chính là những cái cánh cửa tủ làm bằng những cái cánh cửa trơn nhé. Ở đây có thể sử dụng những cái loại cửa giả gỗ, cửa thép giả gỗ hoặc là cửa gỗ tự nhiên. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có thể lau chùi vệ sinh rất là dễ dàng, bởi vì là chúng ta không có những cái gờ hay là những cái tay nắm, thì nhìn cái giao diện của nó sẽ tạo ra cảm giác là hiện đại hơn cho công trình. Và lên tới tầng 2 của chúng ta sẽ sử dụng những cái vật liệu tương tự, từ những cái vật liệu sàn lát cho hành lang này cho tới là những cái khu vực phòng ngủ. Và đối với không gian phòng thờ của chúng ta thì cũng khá là trang trọng rồi, với một cái vách lưng là bằng gỗ như thế này sẽ tạo ra cảm giác là ấm áp hơn và cũng sẽ trang trọng hơn cho khu vực phòng thờ. Được rồi, sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bản vẽ kỹ thuật để tìm hiểu về kết cấu chiều cao công trình. Dựa vào trang vẽ đó chính là mặt đứng trục AC thì chúng ta sẽ có thể nhận định được cái chiều cao tổng thể ở đây, đó chính là 9,9m, trong đó chúng ta sẽ đầu tư là 750mm cho hệ thống bậc ngũ cấp phía bên dưới, 3,9m cho chiều cao thông thủy của tầng 1, 3,6m cho chiều cao thông thủy tầng 2, và riêng phần mái nhật phía trên chúng ta đang đầu tư ở đây đó chính là 2,3m. Phía bên dưới này cũng sẽ có những cái trang vẽ về mặt cắt 11 hay là mặt cắt 22 để thể hiện những cái thông số của dầm sàn tường này rất là chi tiết, để giúp cho quá trình chúng ta thi công sẽ xác định được những cái độ dày, độ dài hay là những cái vị trí của cửa đi, cửa sổ, cầu thang này, giúp cho công trình chúng ta khi mà hoàn thiện xong nó sẽ đồng nhất với cái bản vẽ thiết kế. Tiếp theo là về hạng mục điện nước của công trình thì tại đây chúng ta sẽ sử dụng đầy đủ những cái nội dung như là ký hiệu thiết bị điện này, mặt bằng cấp điện chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng cấp điện điều hòa bình đóng lạnh, mặt bằng bố trí camera, mặt bằng chống sét tiếp điện,
mặt bằng cấp thoát nước, rồi là tất cả những cái chi tiết lắp đặt thiết bị hay là bảng thống kê thiết bị nữa. Thì đối với cái hồ sơ điện nước này, quý vị cũng cần lưu ý rất là nhiều đến những cái mặt bằng chiều sáng thông gió, cũng như là những cái mặt bằng bố trí ổ cắm internet, bởi vì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái thói quen sử dụng của quý vị. Ví dụ như cái nơi nào mà chúng ta hay ngồi làm việc học tập thì cũng cần phải bổ sung những cái nguồn ánh sáng cho nó đảm bảo, hoặc là cái nơi nào chúng ta hay lướt mạng xã hội, chúng ta sử dụng internet thì cũng cần phải đặt cái bộ phát wifi làm sao cho nó có cái đường truyền tín hiệu tốt nhất. Vậy nên là quý vị hãy xem thật kỹ và điều chỉnh trong quá trình chúng ta vẫn đang còn làm bản vẽ thiết kế, tránh cái tình trạng là đã hoàn thành xong rồi, công trình đã xây dựng xong mà chúng ta mới cảm giác là thừa chỗ nọ thiếu chỗ kia, quay lại sửa chữa thay đổi thì nó mất rất nhiều thời gian và công sức. Tiếp theo là về hạng mục kết cấu của công trình, thì tại đây chúng ta đang sử dụng cái giải pháp xử lý nền và móng, đó chính là móng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn 200x200mm. Đối với móng cọc hiện tại có thể coi là một trong những cái loại móng có kết cấu vững chắc nhất rồi, thế là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của công trình. Và nó đã dựa theo cái quá trình là đội ngũ kỹ sư của chúng tôi về trực tiếp tại công trình để xem rằng là cái nền địa chính ở đó như thế nào để lựa chọn ra cái loại cọc làm sao cho nó phù hợp. Và đối với cái loại móng cọc này, nó sẽ bao gồm những cái chi tiết khác nhau để tạo thành một cái cọc hoàn chỉnh để khoan đâm sâu xuống cái lòng đất, để truyền tải trọng của công trình đến những cái lớp đất đá vật chất sâu dưới lòng đất hoặc là xung quanh công trình. Và cuối cùng là về phần dự toán của công trình, thì tại đây chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ công cụ rất là chuyên nghiệp và chính xác để có thể bóc tách những cái hạng mục từ lớn nhất cho tới nhỏ nhất theo đúng cái giá thành thời điểm thực hiện. Và chúng ta sẽ có từ những cái hạng mục lớn nhất như là phần thô này, phần hoàn thiện, phần mái, phần thân, cho tới rất là nhỏ nhặt chi tiết thôi như là những cái con kê hay là những cái bạt trải để chúng ta đổ móng, đổ bê tông thì đã được thể hiện rất là đầy đủ ở trong này rồi. Quý vị có thể quan tâm đến những cái đơn giá và thành tiền để có thể theo dõi những cái quá trình đầu tư, cái tình hình tài chính để có thể đầu tư cho công trình. Và chúng tôi cũng cam kết rằng là sau khi quý vị đã ký hợp đồng thi công trọn gói xong là hoàn toàn sẽ không thay đổi, không điều chỉnh về những cái giá thành hay là vật liệu cả. Thậm chí là nếu như quý vị kiểm tra xem là cái vật liệu này mà không đúng theo cái bản dự toán thì có thể cho quay đầu xe, quay trở lại, trả lại chúng tôi luôn. Và đó có thể khẳng định rằng là công trình của chúng ta, quý vị không cần phải quan tâm, không phải lo lắng về những cái vật liệu hay là về những cái giá thành khi mà đầu tư cho công trình. Và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về công trình của gia đình anh Quyết có địa chỉ tại Bắc Ninh. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.